Nô tài đang chết. Nô tài không nên để hoàng thượng một mình đi vào khu vực bệnh dịch. Nhưng hoàng thượng chỉ bắt tiểu thái tử dẫn thôi ma ma và thái lam trở về. Nô tài không thể không tuân lệnh được. Giờ vậy còn cách là mau phái người đến khu vực đó tìm hoàng thượng. Tiểu thái tử cũng muốn đi theo. Đứng lại. Làm gì vậy? Tránh ra. Ta hỏi ngươi làm gì đúng hơn. Khu vực gần đây đã bị phong tỏa hết rồi. Nô tài to gan. Nô tài hả? Ngươi là ai vậy? Binh đại ca, tôi vào thôn tìm người. Trong đó là khu dịch bệnh, không có phê chuẩn của triều đình, bất kỳ ai cũng không được phép ra vào. Binh đại ca, xin nể tình, tôi phải vào thôn. Cho ngươi vào cũng được thôi. Gì vậy? Là ý gì? Vậy ngươi cũng không hiểu. Ngươi khờ thật hay giả bộ vậy? Không có ngân lượng thì không được đi đâu hết. Vào thôn phải thu ngân lượng. Lý nào là vậy? Trong giờ phút này mà ngươi còn mượn cơ kiếm tiền. Bọn ta cho ngươi vào là trái phép. Là ngươi cầu xin ta thông cảm. Không muốn vào thì thôi. Tôi vào. Cho hắn vào. Đám này là binh hay là tặc? Trong thiên hạ còn bao nhiêu chuyện mà trẫm chưa biết. Tình trạng ổn rồi. Tiểu Mai. Mẹ. Mẹ đừng đi. Tiểu Mai, mẹ đừng sợ. Có Y Lan Thị Tỷ ở đây. Không phải Tỷ nói sau khi uống thuốc có thể khỏe lại sao? Sao Tỷ lại gạt muội chứ? Sau khi muội khỏe hẳn có thể gặp lại mẹ rồi. Mẹ muội nói muội là một cây hoa mai được sinh ra ở nơi có tuyết. Chỉ cần cầu nguyện vào đợt tuyết rơi đầu tiên của năm thì ước nguyện đó sẽ thành sự thật. Tuyết sao? Muội nhìn đi. Đẹp quá. Tuyết rơi thật rồi. Tỷ tỷ, tỷ cũng ước đi. Tỷ tốt bụng như vậy, ước nguyện nhất định sẽ thành sự thật. Tỷ tỷ muốn gặp lại một người. Một người tỷ rất thương. Tại sao? Tại sao ra nông nỗi này? Thần dân của trẫm sống trong cảnh lầm than mà trẫm không hề hay biết gì. Bên ngoài thật ra là một thế giới khác. Những người sống trong cung mãi mãi không thể nào biết được. Hoàng thượng được đi. Dịch bệnh nguy hiểm, hoàng thượng nên mau chóng rời khỏi nơi này. Vì còn nàng, nàng có cùng trẫm rời khỏi đây không? Tuy không tìm được Miên Di, nhưng thôn dịch bệnh này rất cần người phụ giúp. Tạm thời nô tài phải ở lại đây phụ giúp. Trẫm vất vả đi vào thôn dịch bệnh chính vì sợ Y Lan gặp chuyện. Nói thật là trẫm rất đau lòng. Nàng có tin của đại ca cũng không thương lượng với trẫm tự đi tới chỗ này, chứng tỏ Y Lan đối với trẫm đã hoàn toàn mất niềm tin rồi. Xưa nay Y Lan luôn giận hoàng thượng dùng tro cốt giả của Miên Di gạt Y Lan, nhưng lần này hoàng thượng không lo đến an nguy
một mình xông vào thôn dịch bệnh tìm nô tài. Nô tài thực sự rất cảm động, cũng rất hổ thẹn. Nghĩ đến chuyện liên lụy hoàng thượng, nô tài đáng chết dạng lần. Y Lan, nàng sai rồi. Nàng không có liên lụy trẫm, là trẫm cam tâm tình nguyện đi tới chỗ này. Y Lan có tài đức gì đáng để hoàng thượng quan tâm? Không được, chết rồi. Quan binh ở bên ngoài thôn đã kê rất nhiều rào chắn, nghe nói là quan phủ sắp đốt thôn rồi. Chết rồi, trẫm quên mất, đã phê chuẩn một chương Nga 3 ngày sau đốt thôn để khống chế dịch bệnh. Bây giờ đã qua 1 ngày, nghĩa là chỉ còn lại 2 ngày. Giờ phải tính sao đây? Phải đó thông trưởng. Phải đó. Thôi được rồi, ra ngoài nói lý lẽ với họ. Nè, chúng ta ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Nô tài và một y sĩ ở trong thôn đang nỗ lực tìm kiếm phương thuốc trị bệnh. Chỉ cần tìm được sẽ khống chế được dịch bệnh, cứu được người trong thôn. Lỡ như tìm không được, thêm 1 ngày sẽ càng nhiều người bị lây bệnh. Nếu bệnh dịch lan tràn sang các nơi khác, hậu quả sẽ khôn lường. Mẹ, mẹ, Phong, con mau chạy đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Không, đừng muốn chạy, không chạy mẹ ơi. Hoàng thượng, xin người hãy cho thêm thời gian, chúng nô tài nhất định có thể tìm được phương thuốc trị bệnh. Vậy cũng được, trẫm sẽ trở về doanh trại ngăn cản một chương A Nốt thôn. Binh đại ca, nghe người trong thôn nói các ông muốn đốt thôn có phải không? Đúng, tôi với phụng lệnh tăng cường phong tỏa, không cho bất kỳ ai ra vào. Các người làm gì kỳ cục vậy? Khi không lại phong tỏa không cho chúng tôi ra vào, nghĩa không là được sao? Cho bất cứ ai ra khỏi đây, có biết chưa? Dạ, dạ. Chúng tôi liều mạng với các người. Chúng tôi liều mạng với các người. Nói bậy cái gì đó? Nhìn thấy trẫm còn không quỳ xuống, có phải muốn rơi đầu không? Ngươi bị bệnh tới điên rồi, lại dám to gan giả mạo hoàng thượng, muốn gạt ta cho ngươi ra khỏi thôn hả? Con à, liều mạng đi, liều mạng với mấy người. Con à, đi đi, liều mạng với con ơi. Tiếp sau đây không qua được đâu. Hoàng thượng, cho nô tài mượn ngọc băng chỉ đi. Cho chúng tôi ra. Mẹ ơi, chúng ta đi thôi. Mẹ, A Phúc, nếu cậu không muốn mẹ cậu và người trong thôn bị thiêu sống, thì lập tức cầm ngọc băng chỉ này đến doanh trại tìm một chương A đại nhân, nói hiện giờ hoàng thượng và toàn phi đang bị nhốt ở trong kim nguyên thôn của Trương gia cậu, nói ông ấy người việc đốt thôn, nhanh chóng sai người đến cứu hoàng thượng. Ngươi đừng do dự nữa, nếu không sẽ không kịp đâu. Mẹ của ngươi chúng tôi sẽ chăm sóc. Mẹ ơi, đợi con, con sẽ về nhanh thôi. Chúng tôi phải đi gặp đại phu. Tại chúng tôi ra ngoài đại phu. Tại chúng tôi ra ngoài đây. Chúng tôi ra ngoài đây. Chúng tôi ra ngoài tìm đại phu. Chúng tôi ra ngoài tìm đại phu. Ra ngoài đây. Chúng tôi ra ngoài đây. Triệu Linh không phải người đi tiếp tế cho chúng ta, còn muốn đốt thôn của chúng ta nữa. Còn nói là hoàng đế đã tới, là muốn coi chúng ta chết như thế nào sao? Nếu tôi là người đầu tiên ra ngoài được á, tôi nhất định phải giết chết tên cậu hoàng đế đó.